Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Luyện hóa pháp bảo à? Trong thời gian luyện hóa pháp bảo, đạo hữu có thể thông qua nhiệm vụ luyện hóa chặt cây gói hỗ trợ để nhận kiếm mang. Truyền kiếm mang vào pháp bảo có thể tăng tiến độ luyện hóa pháp bảo. Sau khi thành công có thể trùng thiên của pháp bảo. Nhẫn quà luyện hóa thành công pháp bảo đến trùng thiên cao nhất là nhẫn quà luyện hóa vui gồm luôn. Sau khi kết thúc luyện hóa pháp bảo, kiếm mang còn lại sẽ chuyển đổi thành tiền ngọc để gửi cho đạo hữu luôn. Ok luôn, ở đây thì mình thấy có mảnh khúc hồn này. Nhưng mà phải trùng thiên các kiểu bao nhiêu lần đây? 65 lần thì mới có thể là được một em khúc hồn này anh em nhá. Đây là em tinh quái thì sẽ giúp cho anh em mỗi một lần tấn công giảm đi 10% suy yếu linh thú. Haha. Nếu như anh em nào mà có ứng long, đấy, đây cũng là một trong những tinh quái mà cực kỳ tốt khi mà khắc chế với em ứng long anh em ạ. Còn đây là cái nhiệm vụ đây, khiêu chiến đấu phép tăng cấp linh thú tiêu hao 30 người linh thạch. Nhiệm vụ này diễn ra trong vòng bao nhiêu? Ồ, sự kiện này diễn ra trong vòng bao lâu đây? Ồ, luyện hóa pháp bảo như nào? Thời gian là bao lâu? 71 tiếng, 72 chia 24 là bằng 3 ngày anh em ạ. 3 ngày để chúng ta làm nhiệm vụ và nhiệm vụ của chúng ta được reset mỗi ngày luôn nha anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ làm luôn nhiệm vụ anh em nhé. Thu hút tinh quái 3 lần các kiểu này đi luôn. Chặt cây cái đã nhỉ. Đằng nào chẳng phải chặt cây. Thu hút tinh quái này. 1 2 và ấy 3. Đúng 3 lần anh em nhé. Bảo sao làm vậy không làm thừa. Làm thừa là ối rồi đấy. Tông môn. Ôi chết nhầm. Phúc địa chứ. Phúc địa 340 đào. Tuyệt vời quá anh em ơi. À, từ từ đã nha. Giảm thời gian đi đã anh em ơi. Đó, thế là chỉ còn lại 9 ngày nữa thôi là mình có thể lên được cây thứ 14 và thậm chí là thời gian đó có thể sẽ rút ngắn 1/3 tổng, bởi vì là mình sẽ luôn luôn lấy cái tịnh bình thủy ấy thì có thể là sẽ chỉ còn đâu đó 6 ngày nữa thôi. Đó, nhận thư luôn cái đã, xem có đào đủ gì không. Ok, khiêu chiến càn quét yêu vương này. Càn quét miễn phí luôn. Không cần phải hỏi lại. Rồi, chặt cây đi. Chặt đi em ơi. Đúng rồi, để mình làm nhiệm vụ luyện hóa pháp bảo tiếp. Nhiệm vụ ở đây sau một cái này. Khiêu chiến đấu pháp 3 lần à, cũng dễ này. Khiêu chiến đấu pháp 3 lần luôn. Khiêu chiến luôn này. Rồi, múc luôn. Hôm nay là đầu tuần, thế cho nên là reset lại bảng xếp hạng đấu pháp rồi. Anh em liệu liệu vào mà đánh đi nhá. Chặt cây các kiểu đủ 9 lần thì nhớ vào mà múc đi. Đấy là trong trường hợp anh em có thể thắng như là thẻ chọn đời. Còn bình thường sẽ chỉ đâu đó là 3 đến 6 lần thôi là đầy cái thẻ rồi. Ok, pha thứ 3 này. Nói chung là cũng dễ anh em ạ. Dễ thôi, dễ thôi. Còn cái gì nữa nào? Xong nhiệm vụ thứ 2 nha. Tăng cấp linh thú một lần quá dễ luôn anh em ạ. Reset 2 này. Quả khoan. Luyện hóa pháp bảo. Chặt cây như mình cũng ra đúng không? Chặt cây là mình cũng ra được cái kiếm cùng kiếm mang này. Để có thể là trùng thiên được anh em nhá. Tăng cấp linh thú một lần tiêu hao 30 ngựa linh thạch đúng không? 10 lần tiên hữu du ngoạn, đơn giản quá. Ôi dồi ôi, nhưng mà đây chỉ có 7 lần thôi. Là trời, có thiếu 3 lần nữa anh em ạ. Tiêu hao 30 ngựa linh thạch đúng không? Là trời. Perfect, thế này thì mình tiêu luôn 300 ngựa linh thạch luôn anh em nhá. Dị thú xâm lược luôn, cóc cần phải top cao, chỉ cần là kiếm ngựa linh thạch để cho đủ cái đã. 20 này, 20 tiếp này. Ô là trời, tuyệt cả là vời luôn anh em ơi. Ô liên kích, bảo kích, ngon, múc luôn. Triệu hồi linh thú, vừa đủ luôn anh em ơi. Cường hóa linh thú đi. Suy yếu trị liệu, vãi nồi. Suy yếu trị liệu à. Nuốt chửng luôn. Nuốt chửng con cũ. Cường hóa linh thú cam. Cường hóa linh thú cao anh em ơi. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi. Biết bao giờ mới được đếm sao. Chứ bây giờ là cục rồi đấy. Qua à cay luôn anh em ơi. Cú thực sự. Không biết nói gì hơn. Tăng cấp linh thú một lần. Đơn giản. Tăng cấp linh thú một lần đúng không? Tăng bừa con dở hơi biết bơi đi. Easy anh em ạ. Rồi, gói hỗ trợ xem là có cái quần què gì không anh em nhá. Miễn phí này. Đấy à.
Ấy à, 388 rồi, nó có 6 cái kiếm mang. All in hết xem nào. Đấy, 15 tình nguyên thủy và 18 cái kiếm mang để mình chơi all in sự kiện này cho anh em xem nha. U là trời. 34 lần đúng không? 1, 2, 3. Ơ, nó không tự động nhỉ? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ủa? Chứ không phải là 16 lần trùng thiên rồi à? Dùng 16 lần rồi mới được có 4 trùng thiên thôi anh em ơi. Holy shit. Mình lại cứ tưởng là mỗi một phát kiếm mang đấy là một lần trùng thiên. Nhưng mà đếch phải anh em ạ. Ôi rồi ôi. Nó có cái điểm kinh nghiệm đây này. Sợ thực sự. Bây giờ mới lên được 7 tầng trùng thiên thì bao giờ mới lên được 60, 10, 10, 15 trùng thiên đây. Thế này thì anh em chỉ có nạp vào thôi chứ không thì lấy đâu ra. Hoặc là anh em nào mà tích đào. Ủa ơi, anh em nào tích đào, thời đến rồi. Bởi vì là chúng ta chặt cây thì có thể rớt ra được cái trùng thiên đấy mà. À không, nhưng mà chặt cây thì rớt ra bao nhiêu cái nhỉ? Nhiệm vụ đạo hữu có thể xác suất trong thời kỳ thí luyện, xác suất nhận từ trùy luyện á. Trùy luyện là cái quần què gì nhỉ? Không hiểu trùy luyện là cái gì luôn, nhưng mà mình thấy chặt cây được ra đấy. Chứng tỏ nếu như nó không giới hạn thì anh em càng có nhiều đào thì càng có thể là rớt ra được nhiều cái kiếm mang này đấy. Thời anh em nào mà tích đào là đến rồi nhá. Có thể kiếm được một tinh quái cực kỳ xịn sò con bò anh em ạ. Ảo thực sự. Ôi giời ơi, không thể tin được. Thôi, nhận thêm một số những cái nhiệm vụ khác đi anh em ơi. Đấy, phước lành này. Hôm nay em biết là có đủ cái đáng ngũ sắc để nâng cấp thêm vật cưỡi của mình lên đi chưa đi. Nay reset tuần mà. Đủ rồi anh em ạ. Rồi, tăng bậc nha. Đấy, lên 4.000 vạn rồi anh em. Lái là, lên luôn. Bậc 4 rồi, thế là kháng được 76,8% rồi anh em nhá. Đỡ khổ hơn một tí rồi đấy. Nâng full luôn. Ôi dồi, 47, 48, 49, 50. À. Đó, bậc 4 là bậc 60. Để lên được bậc 5 thì cũng phải đâu đó là mất 1 tuần là 20 x 5, 2 x 5 là 10. À, 100 cộng 10 là 110. Tức là còn 6 tuần nữa, đơn giản thôi, 2 tháng nữa thôi là mình hoàn toàn có thể lên được anh em nhé. Nhanh thôi. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng anh em ạ. Vèo một cái 2 tháng ngay ấy mà. Có gì đâu. Đấy là dành cho những anh em nào cày chay mà không nạp nha. Mình bây giờ mình cũng cày chay mà không nạp thôi. Cày cuốc cùng anh em cho nó vui. Khoan, tích ngày cái gì đây? Ai à. Hoài thế. Tiên duyên lại tiếp tục có nhiệm vụ gì đây? Ok. Vận may sao nào? À đúng rồi, nhiệm vụ vận may này là cái gì? Thu hút tinh quái 5 lần. Tăng cấp tinh quái. Đây rồi, thời của mình đến rồi. Tích lũy của mình nó cuối cùng cũng có hợp lý anh em ạ. Tăng cấp tinh quái mấy lần nhỉ? Tăng cấp 1 lần này. 2 lần này. 3 lần này, đúng không? Triệu hồi tinh quái 5 lần đi. Ôi tôi chết rồi, không có gì nâng cấp rồi anh em ơi. Toàn rồi. Vẫn đủ này. Hợp lý luôn á. X10 đi. Liệu rằng là hơi khoai đấy. Bắt đầu từ mấy hôm nay là bắt đầu đen đen dần đều đấy anh em ạ. Không ra được một cái dương đỏ lòm gì cho nó chất chơi người rơi cả. Để khoe với cả anh em. Thế mới cú. Gói linh thú này miễn phí này. 2930 rồi. Ôi, sắp được anh em ơi. Sắp được con mốc tiếp theo rồi đấy. Tiếp tục. Vẫn không được gì. Ồ. Đấy anh em thấy không? Chính ra là nhìn mấy cái anh em bây giờ tích đào lại hay. Nhưng mà cái này không biết nhé. Thời kỳ thí luyện này. Để xem cho là nó có giới hạn hay không anh em nhé. 22925. Hay là mỗi một ngày thì mình sẽ chỉ nhận được tối đa là 25 cái thôi. Đấy nhá, vừa rớt ra một cái nữa này. Ờ à, đúng thật. Thì ra là vậy. Dùng đào nó chỉ có được 25 cái tối đa một ngày thôi anh em ạ. Nó cũng giới hạn. Nó đếch cho anh em gọi là tích đào rồi. Tóm lại là vẫn không tích đào nhiều làm gì anh em nhá. Cứ tưởng bở hóa ra là cũng không giòn lắm anh em ơi. Hoài phết ấy. Không ăn được của game đâu, nó khôn lắm anh em ạ. Đúng là nó tạo ra game nó khôn hơn mình đấy. Đây này, 24 trên 25 rồi, đúng thật. Đúng.
không bú được của nó rồi anh em ơi. Oai quá. Lần cuối cùng nha. Ôi giời, 50 ngựa linh thạch. Ok. Bang nè. Nhiệm vụ bang đấy. Ây à, các ông chắc đi ngủ hết rồi sao ấy. Bây giờ mình đang làm video lúc 12 giờ luôn này, mà các bố chắc ngủ hết rồi. Treo thưởng này, bảng xếp hạng, thịt luồn này, chiến báo này, treo thưởng đấy. Vẫn chưa đến à? Ok, tạm thời như vậy đó, vào tiệm bang mua đồ tí anh em. Cứ đào một vãi, chưa đủ. 1696, cứ tưởng 1969. X1 phát nữa. Ơi, hôm nay sự kiện mới. Luyện hóa pháp bảo nghe vẻ là cũng hay ho đấy, nhưng mà dành cho những anh em nào mà nạp thôi, còn những anh em nào mà cái chay không nạp thì nó cũng hay bình thường, đếch ho lắm. Nó là như vậy anh em ạ. Tự động nào, thần thông, nhận thần thông nào. Úi giời, tán lực thuật à? Mình vừa nhìn thấy cả tán lực thuật anh em ạ. Được, ổn áp đấy. Tá lực thuật đúng không? Ui dồi, vẫn chưa đủ để nâng cấp lên bậc tiếp theo. Cũng hơi khoai. Trong túi có cái gì không nào? 20 cái dương này à? Ui, nước tẩy tiên này. Xin luôn đi. Dùng luôn anh em nhá. Ấn ký này. Rồi. À đây, ấn ký này xịn sò con bò hơn này. Úi dồi, không xịn sò lắm. Thần thông ghép thử xem được cái gì không. Lên. Ui giời. Cái này thì sao? Lên. Ui giời. Khoái thế nhở. Cái này thì sao? Lên. Ui giời. Cường hóa sát thương đạo pháp. Khoái quá. Đây sao? Ôi giời ơi, nó lại còn không có cái ấn ký nào để ghép lên được, anh em cú chứ anh em. Bực thực sự. Công thành chiến bang xem nào. Quà. Wow. Nhận. Ôi giời. Được có mỗi nước tẩy tiên thôi, hạng 140. Nhận. U là trời. Quà. Wow. Nhận. Nào, linh trì thử xem nào. Phát này nữa, ui được cái dương luôn. Perfect. Ây à, đầu đít, đầu đít. Hết. Hết sạch rồi. Không còn gì nữa anh em ạ. Nhưng mà để tẩy được em này thì cũng hơi khoai nhỉ. Hay tẩy em ứng long mình trước nhỉ anh em nhỉ. Tẩy luyện phát đi xem nào. Tẩy được 2 phát đấy anh em ạ. Liệu giờ ra cường hóa linh thú không? Nếu như ra cường hóa linh thú thì mình thay luôn này. Kháng bạo. Cứ lưu kết quả cái đã. Đấy, bây giờ tẩy phát nữa nó sợ luôn này. Tẩy phát nữa đi. Công. Công công và liên kích. Tạm nha anh em, chắc chắn là phải lưu cái này rồi. Bởi vì công tăng 8% là cũng được. Bên này là cũng 2% là cũng... Tổng cộng là 10% rồi. Tạm ổn. Kháng hút máu. Nhưng mà chả ổn lắm anh em ạ. Quanh đi quẩn lại nó vẫn củi rồi. Hết mới đau. Hết mới đau anh em ạ. Thế là phí 40 cái thuốc tẩy tiên đấy rồi. Nước tẩy tiên này càng quá anh em ơi. Chán nhỉ. Không biết làm sao bây giờ. Đen thì phải chấp nhận thôi. Có cái gì đây? Thần thông tùy chọn á. Cái này có hết rồi nhỉ. Còn thiếu nào? Không đúng không? Thế thì mình sẽ ưu tiên một cái tá lực thuật đi. Dùng luôn. Lại tiếp tục 6 ấn ký. Hy vọng lần này có thể ghép thêm được một chút nha. Ngon này anh em này, né. Kháng liên kích, kháng né, ơi hợp lý luôn, có kháng né này. Tuyệt vời quá anh em ơi. Ghép. Rồi, ghép được một cái, đây là có cái gì, cường có linh thú 89%. Chói thần. Ghép. Không có. Và ám kích, ghép được hay không? Cũng không có. Cuối cùng ở đây, mình đóng ra sắt. Ghép. Oh no. Buồn quá. Ôi, có thêm một cái nữa này. Ngon. Ngon. Kháng né. Lại tiếp tục là kháng né. Ờ, hợp lý này. Linh kích bảo kích thì ghét nhất là cái bọn trên né, cho nên là kháng né là hợp lý rồi. Ok, nhìn chung ngày hôm nay thì có mỗi cái sự kiện mới thôi, nhưng mà nó không giòn cho lắm anh em nhá. À, nhận quà đây đã anh em.
quên mất chủ nhận đấy.